Chủ nhà đó là không có tiếp môi giới, cho nên là căn này là anh chị em môi giới đừng có gọi nha. Trước khi vào video, mọi người cho em xin một like và một subscribe để giúp cho kênh được phát triển hơn nha. Em cảm ơn mọi người. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Xây Nhà Online, kênh review nhà đất chính chủ không qua trung gian. Tức là em không phải là môi giới mà em có để số điện thoại chủ nhà ngay giữa video cho mọi người liên hệ trực tiếp cho chủ nhà, không cần phải qua môi giới nha. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người một căn nhà 3 tầng nằm ở ngay đường Nguyễn Thiện Thực ở quận 3. Thì hiện tại em đang đứng ngay đường này là đường Nguyễn Thiện Thực nè mọi người. Nếu như mọi người đi thẳng này đắng đó, tầm khoảng chừng là 50m thôi là mọi người sẽ tới ngay cái khu chợ ẩm thực Bàn Cờ nha mọi người. Còn phía bên đây, đây là cái hẻm 212 Nguyễn Thiện Thực. Đó, có cái nhà hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người. Bây giờ em sẽ quay hướng dẫn đường vào và quay hết bên trong căn nhà cho mọi người xem nha. Từ đầu đường Nguyễn Thiện Thực á, mọi người đi thẳng vô hẻm 212 tầm khoảng chừng 70-80m thôi nha mọi người. Đó, thì mọi người nhìn bên cái phía tay trái của mình, đây. Đây là 212/49. Đó là mọi người quẹo vô giúp em nha. Thì như mọi người thấy á, là chúng ta đang ở trong cái khu phố ẩm thực Bàn Cờ á, cho nên là ở xung quanh là bán rất nhiều món ăn nha mọi người. Thì khi quay quẹo vô mọi người thấy không, cái hẻm này là đâu đó cũng khoảng 3m hơn nha mọi người. Rồi là mọi người đi tiếp tầm khoảng bỏ qua khoảng 5 căn nhà. Mọi người nhìn bên phía tay phải nè, đây là căn nhà ngày hôm nay em muốn giới thiệu cho mọi người nha. Và đây là căn nhà mà ngày hôm nay em muốn giới thiệu cho mọi người nè. Thì nhà mình có cái địa chỉ là 212/47/8 Nguyễn Thiện Thực ở ngay phường 3 quận 3 nha mọi người. Còn đây là cái đường trước nhà của mình nè, nghe không? Đường trước nhà thì đó tầm khoảng chừng là 3m mấy tới 4m nha. Và chúng ta cách mặt tiền rất là gần luôn, mọi người đi thẳng ra ngoài đó đó. Đó tầm khoảng chừng là 100m thôi là ra tới mặt tiền Nguyễn Thiện Thực nha. Còn nếu mà chúng ta đi về cái hướng bên này nè, đó là cái chỗ đó cũng thông ra được cái hẻm kế bên luôn, hẻm song song ra đó. Quẹo trái cũng ra được ngay mặt tiền Nguyễn Thiện Thực luôn nha. Rồi bây giờ em sẽ đi vô bên trong, em quay khu vực bên trong cho người xem. Thì nhà mình có cái diện tích bề ngang là 3, bề dài là khoảng 10m1, kết cấu là một lửng một lầu, giá đang kêu là 5,8 tỷ, giá này vẫn còn thương lượng chút đỉnh nha mọi người. Và chủ nhà đó là không có tiếp môi giới, cho nên là căn này là anh chị em môi giới đừng có gọi nha. Thì hiện tại là ở ngoài đây là chủ nhà có chừa một cái sân, thì chỗ này mình có thể để được hai chiếc xe nè, nó hoặc là chỗ để giày dép nha mọi người. Còn đây là không gian ở bên trong nhà. Thì do nhà có đổ lửng á, cho nên là cái trần rất là cao luôn, thấy không? Trần đâu đó cũng phải tầm 6m hơn á, gần 7m đó. Đó, ở đây là cái khu vực ở dưới nè. Rồi, em sẽ đi ra khu vực sau cho mình xem. Cầu thang là nằm chính giữa nha mọi người. Và ở dưới chân cầu thang là chỗ để tủ lạnh. Rồi, tiếp theo sẽ là khu vực bếp. Đây, đây là khu vực bếp nè mọi người. Khu vực bếp và khu vực nhà vệ sinh. Đó, khu vực này là chỗ rửa chén. Đây là bên trong nhà vệ sinh nha mọi người. Đó. Rồi bây giờ em sẽ quay tiếp ngay khu vực tầng lửng cho mọi người xem. Nói chung là nhà mình á là nhà chính chủ luôn nha mọi người, là một đời chủ luôn, chưa có qua đầu tư gì hết, cho nên là mọi người có thể thương lượng được một cái giá rất là tốt nha. Đây, đây là cái khu vực ở ngay tầng lửng nè mọi người. Thì chỗ này đang làm bàn thờ á, cho nên là em xin phép không quay trúng phòng thờ nha mọi người. Đó. Rồi, ở đây mình có thêm một cái phòng nữa nha mọi người. Đây, đây là cái phòng ở ngay tầng lửng nè mọi người. Đó, phòng này hiện tại thì chủ nhà đang để làm kho nha, để chứa những vật dụng không cần thiết tới đó. Rồi, bây giờ em sẽ đi tiếp lên khu vực ngay lầu 1, em quay cho mọi người xem. Đây, đây là khu vực ở lầu 1 nè. Chúng ta cũng có một cái phòng ở bên tay trái luôn nha mọi người. Thì ở đây là đang được làm phòng ngủ. Mọi thấy không? Rất là rộng luôn nha mọi người. Đó. Ở đây có ban công và cửa sổ để lấy ánh sáng cho thoáng cái nhà nha. Đây là cái view ngay trước nhà của mình nè, thấy không? Đường trước nhà đâu đó tầm 3m mấy cho tới 4m nha mọi người. Rồi, em sẽ quay tiếp cái khu vực ở đằng sau cho mọi người xem nha. Đây, đây là khu vực ở ngay đằng sau nhà nè. Chỗ này là chủ nhà đang để làm nhà vệ sinh. Đây, nhà vệ sinh nè mọi người. Còn bên đây là cái chỗ rửa chén nè. Đó. Còn trên đây á là chỗ chứa bồn nước rồi nha.